Kháng Như à, em có biết nguyên nhân vì sao anh Quang Hà chiến thắng trong phần lừa lộn vừa rồi không? Em không biết ạ. Bởi vì anh Quang Hà chính là ông dựa của Kim Cương ở trong nhà. Anh đếm Kim Cương bằng lon em ạ. Dạ. Vòng này, ủa anh Hà chơi nữa anh Hoàng. Tới trận 2 này anh Hà quyết định là chơi tiếp tục. Ủa sao anh không để cho bạn? Em biết rồi, anh là đàn ông nên anh muốn những cái cực khổ như anh làm trước. Phải không anh? Đúng rồi. Thật ra thì đã tham gia thì là phải chơi hết mình. Anh muốn là em áo đỏ chỉ mỉm cười và hưởng thụ. Trời ơi, đã gia lăng dễ sợ, cười và hưởng thụ. Nghe thấy sung sướng bờ. Cố lên, rồi, cố lên, cố lên, cố lên. Đó, không được dùng răng, không được dùng lưỡi nha cưng. Không được dùng lợi luôn. Đó, để tay ra sau lưng anh Hà ơi. Đúng rồi. Cố lên. Hay quá, Linh Ly có chiến thuật riêng ha. Cố lên. Dạ dạ, để lên. Cố lên. Để tay sau lưng, hay quá. Ôi những nàng tắm. Những nàng tắm thật là đảm đang dễ thương. Cặm cụi với công việc của mình. Linh Ly cố lên. Thôi hay là mình ráng cố gắng lấy nhiều đậu trắng đi. Lát nữa đậu đỏ bị chín lại. Thôi anh Hà anh lẹ quá rồi kìa. Kẹo mình. Tôi thấy là bên đội hết luôn là chơi chế độ rung mọi người ơi. Bật chế độ rung sàng sàng. Văng ra hộp đậu đỏ nè. Bỏ cái tay ra sau lưng nè. Cái phản xạ nè. Còn 30 giây nữa. Cô là chị ơi. Cái rổ của anh Hà là trắng nhất rồi. 10 9 8 7 6 5 4, 3, 2, 1, hết giờ! Xin ngừng tay ạ. Sau trận 2 thì chúng ta đã có một cái số đậu nó không ngang ngửa nhau mấy. Chúng ta có số đậu 28 là của đội Linh Ly và 27 là đội Thám Tinh Thái Ngân. Em thật là hay luôn á. Anh Quang Hà đã về nhất với số đậu tưởng chừng như không thể nào nếm được. 77, một con số rất là ghê gớm. Đúng. Và Kháng Như à, em có biết nguyên nhân vì sao anh Quang Hà chiến thắng trong phần lừa lộn vừa rồi không? Em không biết ạ. Bởi vì anh Quang Hà chính là ông dựa của Kim Cương ở trong nhà. Anh đếm Kim Cương bằng lon em ạ. Dạ, ai đếm Kim Cương qua ảnh trình hộp hộp đi, ông đếm ghê lắm. Chấp hết bao tay, ghê lắm. Và chúc mừng anh Quang Hà đã mang về thêm 100 điểm nữa về cho đội của mình. Chúc mừng Hát Mãi.